tại quá sữa mẹ là lớn lên hết đúng nhá, chứ chứ mình lớn rồi chứ mình biết mùi vị sữa mẹ như thế nào cả. Chứ mình người nhà mình hỏi mà chứ có những vấn đề trong quá trình cho bú về chẳng hạn thì mình sẽ tư vấn những người nhà mình như thế nào nhá. Thì muốn khi em muốn tư vấn thì mình em phải biết lợi ích của sữa mẹ là gì nhá, và sữa mẹ nó gồm những thành phần gì để mình tư vấn cho đúng. Đó là người vấn đề tư vấn, và em tư vấn khi nào để nó cho nó hiệu quả nhá, là vấn đề tư vấn này. Những thành phần dinh dưỡng của sữa mẹ này thì các em có thể đọc thêm đúng nhá, đó thì có chỉ nhận những cái ý chính thôi, lợi ích của trẻ bú sữa mẹ, ngâm bắt bú như thế nào là cho đúng, và các cái vấn đề thường gặp này ấy, thì năm ngoái ấy, thì sách cũ đúng chưa, thì nó lồng vào trong cái phần sữa mẹ cho bú, nhưng hiện tại các vấn đề thường gặp này nó được tách ra một bài mới rồi nên cô sẽ bỏ qua cái phần vấn đề thường gặp này nhá. Đây là em đây có hai cái hình trên bảng. Thứ nhất là một bà mẹ bắt sữa. Đấy. Thứ hai là một em bé bú trực tiếp. Thì nói chung nó đều là sữa mẹ, thì có nghĩa rằng nếu như một trường hợp cho con bú bằng sữa mẹ thì có nghĩa rằng đó phải là sữa mẹ. Thì sữa mẹ có thể cho trẻ bằng cách bú trực tiếp, hoặc là như ba mẹ họ họ có những cái vấn đề về nấm vú, hoặc là họ không muốn mất đi cái giải phẫu thẩm của những người học quan niệm rằng cho con bú dẫn tới những cái vấn đề thẩm mỹ về sau của bú chẳng hạn. Có thể là có những cái quan niệm của họ như vậy thì họ chẳng tới họ uống sữa vẫn đục vẫn được thôi, vì đó rằng là nó vẫn là sữa mẹ. Thế chứ thế, nó không phải là sữa khác, gọi là sữa mẹ là nguồn gốc từ mẹ. Thế nha, nuôi con bằng sữa mẹ có nghĩa là cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Thế nha, bú mẹ hoàn toàn. Và bú mẹ hoàn toàn nếu tốt nhất. Thế những cái gì mà các em nói kêu mà em nghe trên quảng cáo, nghe trong tivi, mình có phim nữa chân vẫn gọi là quảng cáo sữa mà. Thì bú mẹ hoàn toàn tối thiểu trong vòng bao nhiêu tháng? Đi bộ. Đi bộ. Chứ bú mẹ hoàn toàn trong vòng bao nhiêu tháng? Tối thiểu nhá. Tối thiểu 6 tháng. Rồi. 6 tháng đầu. Thấy chưa? Là cái người ta đang khuyến cáo là người ta nên cho bú tối thiểu 6 tháng đầu. Hay là cái thành phần của sữa. Sữa nó có rất là nhiều thành phần. Thấy nhá? Thì mình cần cái gì thì em bé nó cũng cần cái đó, nhưng mà chỉ là những cái chất hấp thu của em bé nó không nó phải dễ hấp thu hơn so với người lớn, cũng nước protein cũng muối khoáng cộng là vi khuẩn đấy nhá. Nhưng cái có cái khác so với sữa công thức đó là sữa của mẹ nó nhiều kháng thể hơn đấy nhá, nó nhiều hormone hơn đấy nhá, và những cái chất béo và cái chất đạm nó dễ hấp thu hơn so với sữa bò. Đó là vì sao mà cái em đi nhí có những cái bệnh nó là dị ứng đạm sữa bò, thì đang là nó khó hấp thu, nó có thể gây ra những dị ứng cho trẻ. Dị ứng sữa mẹ nó rất là hiếm gặp, cô đi học hồi từ khi chưa được, cô chỉ gặp một hai ca dị ứng sữa mẹ thôi, còn lại phần lớn là người ta dị ứng đạm sữa bò, thì đang là nó, những cái chất nó khó tiêu hơn. Và sữa mẹ nó có rất là nhiều vi khuẩn hormone kháng thể nó giúp trẻ nó chống chọi những cái bệnh tật thế nhá. Đó là về vấn đề về sữa sữa nhá. Và sữa thì nó có nói qua thì sữa nó sẽ có rất là nhiều sữa mẹ nó chia ra rất là giai đoạn sữa non. Thì các em thấy rằng trong một vài trường hợp sữa non nó vẫn có trong thai kỳ, thì còn cái này cô sẽ giải thích sau về phần sinh lý tiết sữa. Chứ nó sẽ rất mọc đặc và nó vàng nhạt và nó ra khoảng một hai vài ngày đầu, và sau đó sẽ được thay bằng một loại sữa khác hoặc là sữa chuyển tiếp, và sau sữa chuyển tiếp nó sẽ là sữa trưởng thành, giai đoạn chuyển tiếp. Và đối với sữa sữa non nó rất là nhiều kháng thể đấy nhá, nhiều năng lượng rồi, và kháng thể chống nhiễm khuẩn, nhiều tế bào bạch cầu nhớ để nhiễm khuẩn. Và đối với sữa non ấy thì người ta nói rằng khi cho trẻ bú sữa mẹ rồi sữa non thì sẽ có trẻ giúp cho trẻ lên đi cầu rất là tốt nhá, đó đi cầu rất là tốt, và giàu vitamin A được bổ sung mắc những cái này để giúp trẻ nó hoàn thiện những hạn chế những cái dị ứng về sau. Vì vậy đó là vì sao học viên rằng nên cho trẻ bú sữa non trong vài giờ đầu sau đẻ, có ít cũng có thể bú, vì sữa non trong vài giờ đầu nó có thể tiết khoảng vài mililít lít thôi chứ không phải quá nhiều, tùy đúng nha. Và sau giai đoạn sữa non sẽ là sữa chuyển tiết, và cuối cùng là sữa ổn định khoảng một hai tuần sau đấy rồi sẽ thay đổi hoàn toàn, và cái tỷ lệ này nó dễ hấp thu hơn axit amin, axit béo, lacto, một vài hormone đúng nha, và enzyme. Thì đây em sẽ đọc thêm vào trong sách như cái này. Vậy lợi ích thì theo em này, cho con bú sữa mẹ thì trẻ có những lợi ích gì? Đi bộ.
Nếu có một món sữa mẹ trẻ sẽ có những lợi ích gì này? Đây có những lợi ích gì? Cái bộ nó hết rồi. Đối với trẻ ấy, có chuyện hoạn ngắn về trẻ thôi. Trẻ có thể nhờ cái gì? Rồi, gắn kết mẹ và con. Rồi gì nữa? Có những cái thành phần của sữa mẹ, cô đã nói trước. Khi nhiều trẻ được bú sữa mẹ thì trẻ có những lợi ích gì? Có kháng thể, đúng rồi. Đúng rồi, trẻ này có những cái miễn dịch, nó chỉ là miễn dịch từ mẹ truyền qua là chủ yếu. Rồi, dinh dưỡng, rồi kháng thể giai đoạn đầu. Đúng rồi. Và nó sẽ những cái trẻ mà bú được sữa mẹ, nó sẽ thành phần trong sữa mẹ có thể có DHA. Dù mặc dù sữa bò hiện tại này, họ bổ sung rất nhiều DHA như thế này, nó em quảng cáo rất là nhiều, nhưng nó không thể bằng hấp thu bằng sữa mẹ được. Đối với mẹ, cho bú bằng sữa mẹ, mẹ có lợi ích gì? Mẹ vui hay mẹ buồn? Nhiều người họ rất là muốn giá cây da vì nó tăng, đúng là tăng kích thích tiết sữa. Vậy khi mà cho trẻ bú thì mẹ sẽ có những thêm một lợi ích nữa là gì? Dự phòng bán huyết thông qua cái chế độ siêu sinh nha. Cho con bú sữa mẹ hoàn toàn là một trong những biện pháp tránh thai, đúng chưa? Cho này, nếu như một ba mẹ cho một ngày một cho em bé bú một ngày ấy, và thì nó sẽ cần rất là nhiều năng lượng. Để cho ba mẹ không cung cấp thì nó sẽ lấy năng lượng từ cơ ba mẹ ra, thì nó sẽ giúp có nhiều người là họ giảm rất là nhanh. Thứ hai, nếu như không rụng trứng, người ta nghiên cứu rằng nó có thể giảm nguy cơ các ung thư. Đấy nha, là về mẹ, tình cảm mẹ con nó sẽ được tăng gắn kết. Đấy nha, hiệu quả kinh tế. Rồi các em biết hiện tại một lon sữa trên thị trường tầm khoảng bao nhiêu không? Bao nhiêu tiền không? Vì sao câu hỏi như vậy? Để lại có đang đánh về vấn đề kinh tế. 400. 400 là sữa sữa xin đấy, 800 cũng có, nhưng mà sữa trung bình của mình hiện tại, nếu sữa mà sữa bình thường á, một cái lọ nhỏ nhỏ như vậy nó tầm khoảng cho trung bình khoảng 300.000 đấy. Còn những cái sữa tốt nước ngoài Hàn Quốc mình chưa tính nha, thì một đứa trẻ những cái tháng 16 có thể tới 1 đến 2 triệu tiền sữa, nhưng mà nhu cầu trẻ cũng càng ngày càng nhiều. Thì em nghĩ rằng nếu về một cái lượng sữa như vậy, với một cái lương có không phải lương của những người mà quá cao, lương trung bình của người Việt Nam mình thế nha, thì lương cơ bản một người một tháng tầm khoảng có thể tối thiểu khoảng 4-5 triệu đi, thì các em dành thì gần 2 triệu tiền sữa chứ tính tiền tạ, có nghĩa rằng hiệu quả kinh tế của sữa mẹ rất là cao. Và sữa mẹ nó giúp dự phòng bệnh cho trẻ nữa, chứ nó nhiều kháng thể thì nó giúp trẻ nó đỡ đau ốm đau hơn, nó đỡ đến bệnh viện hơn, vì vậy hiệu quả kinh tế của nó rất là tốt. Thứ hai, đúng chưa? Nếu như mà em cho bú bằng sữa sữa mẹ thì em chỉ cần, nếu như em những người mà họ rạ họ họ để đóng, họ chỉ cần rạ đóng, họ trứng trong nước nóng nước ấm, để cho cái bên mà họ bỏ một nước ấm ở ngoài và họ trứng, thì thời gian nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều, đúng chưa? Nếu bú trực tiếp thì đỡ phải rửa dụng cụ, đỡ rất là nhiều thứ. Thì đây là những vấn đề là lợi ích nhất là cho trẻ, cho mẹ về kinh tế và cái tình cảm của mẹ con. Rồi cái sinh lý tuyệt sữa này trong sách là nó rất là ít. Đây là cái vấn đề cố mụn lại các em ngày hôm nay để các em biết rằng sữa mẹ từ đâu mà ra, còn mà những cái vấn đề chăm sóc như thế nào, tứ bụng tứ thể cho bụng như thế nào, thì các em có thể phải đọc trong sách, nó rất là nhiều. Thực chất thì về cơ chế nó cũng rõ ràng, nó là một sự liên quan rất là về thần kinh và thể dục, nó nhiều rất là nhiều chất. Thì nhưng mà chuẩn bị của một cái tiết sữa, nó chuẩn bị từ trong cái khi bà mẹ mang thai kia, thì có rất là nhiều hormone là progesterone này, estrogen này, lactoferrin nhau thai này, có prolactin, có như những cái này nó phù hợp với nhau. Nhưng mà em thấy rằng á, thực sự nó chỉ là làm 4 giai đoạn, nhất là chuẩn bị vú, thứ hai là người làm sao là tạo sữa, thứ ba là sữa tạo ra rồi làm sao mà tổng nó ra, thấy chưa? Tổng nó ra đi hết rồi thì nó hết rồi thì phải làm sao, thì làm sao để người ta phải duy trì được một tình trạng tiết sữa mãi, thấy chưa? Đó là cái 4 giai đoạn. Thế em nhìn vào hình như thế này, đó là cái giai đoạn mà mô đó, là giai đoạn chuẩn bị vú, thì nó sẽ phát triển về cả các tuyến thùy và các ống dẫn sữa. Đây là những cái hóc môn người ta cần cho cái vấn đề như là tuyến thượng thận, prolactin, estrogen, progesterone. Những cái hóc môn này nó phối hợp với nhau để nó chuẩn bị vú một cách tốt nhất cho quá trình tiết sữa, tạo sữa và tiết sữa, thấy nhá. Và sau quá trình nở ra thì sẽ là một khi mà cái tuyến vú đã phát triển một cách đầy đủ và các cái tế bào tiết sữa đó, thì nó sẽ trong thai kỳ nó sẽ bị ảnh hưởng, prolactin trong thai kỳ nó sẽ bị
ức chế hoạt động một phần bởi estrogen và progesterone. Vì vậy nó chỉ tiết mà nó hầu như là tiết rất ít trong thai kỳ đó, vì ví dụ đó là lý do vì sao trong thai kỳ em thấy nó vẫn có sữa đấy, nhưng mà sữa nó hầu như rất ít và đôi lúc nhiều người mình không thể thấy được, nhưng người họ vẫn có thể tiết sữa nó trong thai kỳ đó. Và tiếp theo là để giai đoạn tổng cái sữa ra, sữa đầy rồi, trẻ bú rồi, có bọc tổng sữa ra và phải cố gắng là làm sao để duy trì. Và duy trì nó sẽ, em thấy đây một bên nó sẽ có suckling, có nghĩa đang là động tác nút của trẻ, và prolactin, và mỗi giai đoạn nó sẽ có một cái ấy cái chính. Thì có bọc có cái đây, cái đoạn chuẩn bị vú thì thường thường nó sẽ khoảng bắt đầu khoảng tuần thứ 10 của thai kỳ và nó kéo dài xuống coi như của thai kỳ, nghĩa đang là người ta phát triển, nó phát triển những cái tiểu thùy tiểu vú thế nhá, cái nhá, và các ống dẫn sữa đó. Yeah, đây là hình của hóc môn. Anh thấy rằng trong thai kỳ này có estrogen, progesterone, prolactin. Trong thai kỳ prolactin nó cũng có thiệt thôi nhá, nhưng nó đã bị ức chế bởi một phần, nó bị ức chế hoạt động bởi progesterone và estrogen sau khi sinh xong nhau ra. Thì em học cơ chế rồi, nghĩa đang là khi mà nhau thai nó bắt đầu đảm nhiệm cái chức năng của hoàng thể khoảng từ 6 tháng thứ 3 tháng thứ 4, thì khi nhau ra thì nồng độ hormone nó sẽ tụt giảm một cách đột ngột và cái prolactin này nó sẽ được giải ức chế và nó bơm hoạt động. Nhưng sau khi sinh xong em thấy rằng này, prolactin này nó vẫn có thể giảm ở giai đoạn đầu, nhưng sau đó nó sẽ có những cái đợt tăng như thế này. Thì nếu như nó sẽ được tăng duy trì bởi động tác đục của trẻ, động tác bú của trẻ. Bây giờ và ngay cả oxy sinh cũng thấy vậy. Thì em thấy đó là thứ nhất là do cái sự giảm hoạt động của estrogen và progesterone là một, thứ hai là động tác bú của trẻ nó sẽ kích thích tăng sản xuất prolactin đấy nha. Là giai đoạn tạo sữa. Thứ ba là giai đoạn tổng sữa. Thì oxytocin là hormone chủ yếu, nó có bọc cái cơ trơn của cái tiểu cái ống để người ta tổng xuất ra ngoài cái ống dẫn sữa này và trẻ nó bú. Và nói em nhìn vào hình này, mỗi động tác một của trẻ nó sẽ kích thích vào cái thần kinh cảm giác là T4, T5, T6, nó sẽ phản hồi lên vùng dưới đồi và nó để sản xuất oxytocin. Vì oxytocin nó chỉ được chứa ở thùy sáu tuyến thôi, nhưng bản chất nó được sản xuất từ vùng dưới dưới đồi đấy nha. Đó, đây là quy trình sản xuất tổng sữa và tiết sữa. Thì như prolactin là cái hormone duy trì rất là quan trọng và nó sẽ được tăng cường tiết đấy nha. Nếu như mình kích thích tiếp tục cho trẻ bú, và vì vậy nên cho bú thứ nhất là hiệu quả, thứ hai là liên tục, và tần suất cho bú là tối thiểu phải 8 lần đến 24 tiếng. Nó là cái không. Và có một cái nữa, cơ chế mình nó sẽ có một cái gọi là cơ chế feedback âm hoặc là cơ chế tự bảo vệ đấy. Khi một cái bao vú nó quá căng đi thì mình người ta phản, nó sẽ phản là quá căng rồi không cần phải tiết nữa, căng rồi mà. Thì bản thân trong cái sữa tiết ra nó có một cái chất là để ức chế, tự ức chế. Thì vậy nếu như mà mình để bao vú quá căng thì nó sẽ không sản xuất rất nhiều prolactin nữa. Thì là vì vậy để duy trì tiết sữa tốt, ngoài prolactin ra thì tránh để quá căng bao vú, có nghĩa rằng là nên bú là phải cho trẻ bú. Và lý do là sao người ta hướng dẫn là cho bú bên này xong mới cho bú tiếp bú bên kia, mục đích là để cho làm trọng mà bú và nó và nó sẽ tiếp tục sản xuất ra thế nhá. Đó là cái vấn đề sinh lý tiết sữa. Tư vấn này nay thì em đọc thêm thế những bước nuôi con sữa mẹ thì chủ yếu là phải cho bú hoàn toàn thấy chưa, bú theo nhu cầu, không cho bú gì ngoài sữa mẹ 6 tháng. Vậy mình tư vấn khi nào? Có nghĩa rằng là có những bà mẹ rất là trẻ tuổi vào khám, không biết thế nào là sữa mẹ mà họ cũng quan tâm, họ cũng giống như là họ mang thai nghĩa là mang thai, đẻ nghĩa là đẻ, họ không cần quan tâm gì cả. Vì vậy tư vấn cho con bú sữa mẹ phải tư vấn ở tốt nhất là ở mỗi lần khám thai, chứ không phải là để ba mẹ họ tí họ đẻ ra họ biết rằng tại sao mình phải cho con bú. Đấy chưa? Thì tốt nhất là mình phải nên giải thích cho ba mẹ từ những thời điểm mà họ đến khám thai với mình, để họ về họ tìm hiểu, về vấn đề sữa mẹ này đấy nhá. Đó người ta để hướng dẫn như nào thì đó là một cái lợi ích để giúp mình về sau nữa, với ba mẹ họ được nhận thức đầy đủ về cái tư vấn cho con bú, thì về sau mình sẽ rất là đỡ đấy nhá, mình đỡ rất nhiều về vấn đề thực hành.
Thứ nhất hay tốt nhất là mỗi lần khám thai mình phải giải thích lợi ích của sữa mẹ là gì này, và mình có thể có những cái tờ rơi, mỗi phòng khám có những cái tờ rơi hoặc là những cái tập áp phích để khi ba mẹ họ tới khám thì họ đọc và giải thích tâm trong quan trọng của việc chăm sóc vú. Thế có những người ba mẹ họ họ cho con bú nhưng họ không chịu lau vú, họ để bú rất là bẩn, nó là đất nữa, thì có nghe mình phải chăm sóc vú như thế nào cho tốt để cho sữa nhá nó ra cho nhiều, thứ hai là đảm bảo vệ sinh cho trẻ. Và ngày sau sinh thì tốt nhất là trẻ sẽ được nằm da kê da với mẹ, thế nhá, và cho bú sữa nó vòng 30 phút đầu sau đẻ, thế nhá, và cung cấp những chất dinh dưỡng cần thiết cho mẹ, vì khi trẻ bú nó sẽ tăng kích thích tiết oxy sinh, nó giúp co hồi tử cung, nó sẽ tránh mất cạnh mất máu, và khi nó trẻ bú nó sẽ kích thích những cái xung động lên cái vùng dưới đồi, thế nhá, và nó sẽ sản xuất thêm ra nào là prolactin ở những cái lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ. Sau khi các em đã học được về các quy trình bù theo nhu cầu, bù hoàn toàn từ 4 đến 6 tháng đầu và tốt nhất đó ở trong vòng 2 năm và không cho bú. Đây là các tư thế bú: bú ngồi này, bú nằm này, tư thế bắt chẹo này. Thì em nhìn thấy rằng đầu của trẻ nó phải luôn luôn, ba mẹ phải luôn luôn đỡ người trẻ nha và nằm trên một đường thẳng. Thứ hai, bụng của trẻ nó phải áp sát vào bụng của mẹ, mặt của trẻ nó sẽ phải quay về hướng vú. Tí nữa cô sẽ cho các em quay một cái video. Và ngoài ra phải đỡ lưng và đỡ mông cho trẻ. Đây là cái tư thế này. Thứ nhất là cái tư thế hay hay mình hay gặp trên lâm sàng nhất, đó là tư thế nằm nghiêng cho bú, nằm nghiêng trái, nằm nghiêng phải. Đây. Thứ hai là tư thế một bên thôi, là hình thứ nhất đó, tư thế ngồi. Còn tư thế bắt chẹo hay là tư thế cầm bọng này thì mình ít gặp đó. Và nguyên tắc mình không phải là đưa cái núm vú vào cho trẻ, ba cố gắng là dùi cái núm vào nên miệng đại 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 bụng không, mình sẽ đỡ một ngón hình để mình sẽ dùng ngón tay hình chữ C, nghĩa là một ngón tay ở trên và như ba các ngón khác ở dưới, mình sẽ hiểu hình chữ C như vậy, và mình đưa cái núm vú về phía phía môi trẻ cho trẻ cả từ hạ miệng cái đấy mình đưa núm vú vào, đúng chưa, sao cho và mình phải đỡ trẻ như thế nào cho thiệt tốt. Và nguyên tắc cô đã nói cái hồi bụng hệ của bên này rồi phải bụng hệ bụng bên kia, bởi vì này cái nước sữa của mỗi cửa bụng nó sẽ khác nhau, có nghĩa rằng á người ta nói rằng này cái phần lớn em thấy rằng là cái sữa mà ra những cái sữa đầu nó sẽ rất là trong và những cái sữa sau của bữa bụng nó rất là đục, bởi vì này những cái sữa đầu thường lượng đường rất là nhiều, glucose đấy nha, và những sữa cuối thì chất béo rất là nhiều, có nghĩa rằng là thì em để năng năng lượng mà chất béo tạo ra nó sẽ nhiều hơn so với đường, thứ hai là chất béo là nó giúp hấp thu nên là bảo vệ não nên những cái đó, thì vì vậy nên mình phải cho thứ nhất là vì chất lượng dinh dưỡng là thứ nhất này, thứ hai bụng như vậy nó mới trọng bao bụng hết được, đó là lý do vì sao mà mình phải cho bụng hợp bụng bên này rồi mình bụng kia và bụng khi nào trẻ thấy ngưng thì thôi. Đấy chưa? Nếu đó là vì đó là bú mẹ con được bú sữa bình thì một trẻ sơ sinh sau khi sinh ra em nên nhớ này, một cái trẻ đủ tháng sau khi sinh ra thì dạ dày của nó là khoảng bằng người quả nhỏ thôi, vì vậy không phải là mình cứ nghĩ rằng là mình học em học cô dạy cho em rằng là bú tới khi nào trẻ hết bú thì thôi, nhưng mà cái dạ dày nó chỉ bằng khoảng tầm bằng quả nhỏ thế này thì trẻ chỉ cần khoảng 10 đến 10 ml đối với một cái trẻ sơ sinh mới sinh ra, trẻ đủ tháng ấy, cô không nói trẻ non tháng ấy, trẻ đủ tháng một trẻ bình thường đấy người ta cần khoảng 10 đến 15 ml, có nghĩa rằng là mình đó là trẻ bú bình đấy nhá, đó là cái em biết rằng là một trẻ sinh ra và nhu cầu của sữa mẹ nó sẽ tăng dần đối với bạn mà đã đi nhi là mấy bạn sẽ biết này cho bú như thế sinh như thế nào đấy nhá, là lượng sữa cần thiết và bú có hiệu quả, nhất là trẻ phải ngậm ngưng như thế thì con bú và môi dưới nó sẽ như môi trên đấy nhá, và bú phải chậm bú sâu và có khoảng nghỉ và mình có thể để nghe được cái tiếng của sẽ nuốt trực 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 như vậy. Đây là cái video ấy, đây là video có lấy lên mạng thôi nhưng mà sẽ diễn tả cho các em thế nào là cách cho bú, how to breastfeed, nhất là ba mẹ họ phải lựa chọn một cái tư thế thoải mái, vì cho một cái bú lúc mà họ có thể cho bú tới 15 20 phút rồi ngồi rất là mệt đấy nhá, đó đó và có thể khi trẻ mà trẻ đòi bú có nghĩa là có thể là trẻ trẻ khóc nhưng ngoài cái thai tạ hoặc là trẻ trẻ đái hoặc là trẻ tiểu tiền đó thì ngoài ra thì trẻ khóc đúng chưa, thì thứ nhất là mình một lựa chọn mà mẹ họ phải lựa chọn cái tư thế họ thoải mái nhất, họ đỡ mỏi lưng này, để cách họ lựa chọn tư thế cho họ ngồi đó, nó đề vào đề ba mẹ
thứ hai là cách họ cho bú, được nhá. Nguyên tắc trước khi cho bú, đi qua mẹ nên bắt cậu cần là mình phải lau giặt khăn ấm, lau và vệ sinh bú và đưa nấm bú về phía mũi của trẻ như thế này. Trẻ họ trẻ nó sẽ từ mở miệng ra, nó sẽ bú, được nhá. Đó. Em có sao? Là cách cho bú. Đó, và môi dưới. Và mình có thể nghe được tiếng của trẻ nó bú từng hơi. Nên trẻ nuốt nó sẽ trực trực như thế đó. Và khi nào trẻ mệt thì trẻ nó sẽ từ nhả để nó bú ra. Mình chờ đợi cho trẻ bú thôi, chứ không phải là mình vội vàng mà mình giật cái bú ra. Khi mà trẻ mà cảm thấy trẻ bú đủ thì trẻ sẽ từ thả bú ra thôi. Đó, và một ba mẹ mà muốn đủ sữa thì nước và một vấn đề rất là quan trọng, vì có nước mà tạo ra sữa được, nếu không có làm sao là ra được thì ba mẹ họ phải uống đủ nước nhá. Và khi cả đã trẻ là bú đủ rồi à. Nhưng mà còn thấy đủ à, nó có thể quay trở lại và nó bú lại như thế, là cách mình cho trẻ bú như thế nào nó hiệu quả nhá. Và tốt nhất thì đọc khoảng mỗi 2 giờ một lần. Đối với những cái trẻ thì khoảng 2 giờ một lần. Là cái vấn đề cho bú. Thì sẽ có những trường hợp cho bú ở những cái trẻ. Thứ nhất là trẻ nón thẳng và trẻ nhà cân. Ý bộ này, thế nào là trẻ nón thẳng ý bộ hả? Trẻ nón thẳng là trẻ được sinh ra dưới bao nhiêu cân? Ý bộ. Trẻ nhà cân là dưới khoảng bao nhiêu cân? Như bên định nghĩa này. Dưới 7 tuần rồi, trẻ nhà cân là dưới khoảng bao nhiêu cân? Trẻ nhà cân dưới bao nhiêu cân ý bộ hả? Dưới 7 tuần con trẻ nhà cân. Nhà cân là dưới bao nhiêu cân hả? 2,5 kg hả? Thường người ta định nghĩa làm sao khoảng 2,5 kg. Những đứa trẻ đó, thường là những cái phản xạ bú của những trẻ là có hoạt động này, bên những bên nhí, các bạn bên nhí là bên nhí này. Có thể những cái phản xạ ngưỡng thì hoặc là phản xạ bụng là chưa hoàn chỉnh thì bụng mẹ rất là khó khăn, thì mình sẽ có những cách cho bụng khác, có nghĩa là trẻ cần một thời gian lâu hơn để trẻ có thể ngầm bắt bụng đúng. Vì về thời gian cho bụng mình đôi lúc nó sẽ lâu hơn so với bình thường. Thứ nhất, đối với những trẻ mà nó quá nón đấy thì mình có thể sử dụng sữa nón hoặc là mình có thể cho trẻ bụng bằng thiệt, nhưng mà có những trường hợp nó khó quá nhá, và sẽ cho trẻ bụng thường xuyên hơn và có thể vắt sữa và bụng cho trẻ. Rồi, và đối với trẻ sinh đôi thì nếu như mà mình học là cơ chế kích thích tạo sữa đó là cho trẻ bú đủ đấy nha, bú liên tục, bú đúng, nó sẽ kích thích sản xuất prolactin, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng đấy nha, thì nó vẫn có thể đủ sữa cho dù có trẻ sinh đôi. Vì vậy nên mình có thể cho 2 trẻ bú cùng một lúc, hoặc là một trẻ bú trước, một trẻ bú sau, trẻ bú mũi này, trẻ còn lại bú mũi bên kia nhá, và thay đổi bên bụng, hoặc là khó quá thì bác sĩ cho trẻ bụng hay là lấy ví dụ một cái tư thế ngồi đối với những trường hợp mà cho bụng sinh đôi. Vậy viêm gan B cho bụng được không? Được đấy, nhưng người ta khuyên rằng á, viêm gan B họ nói nó không cho bụng nó vì viêm nó tăng nguy cơ viêm gan B, nhưng thực ra viêm gan B sữa mẹ là quá được, nhưng mà nó ít, nhưng chỉ từ một vài trường hợp thôi, đó là viêm gan B mà đang mà đang ở giai đoạn á, mà thứ nhất là giai đoạn mà nồng độ rất là cao và trẻ không được dự phòng, hoặc là nhiễm bụi nó bị trượt, hoặc là trẻ đang có vấn đề về miệng, vậy là viêm lợi viêm thế, nó tăng nguy cơ cái lây truyền từ mẹ sang con, nên người ta hơi cân nhắc. Nhưng đối với những trường hợp rằng những người phụ nữ mà có thể là người lành mang trùng đấy, nhưng có thể là người lành mang trùng, hoặc là người nhiễm màng tính, hoặc là những người mình đã điều trị thuốc dự phòng cho bà mẹ tốt này, và một đứa trẻ mà đã được dự phòng bằng immunoglobulin này, hoặc là vaccine sau khi trong vòng 24 tuổi sau đẻ này, nhiều trường hợp đó mình vẫn có thể cho con bú sữa mẹ, chứ không phải rằng là hoàn toàn. Chỉ có một vài trường hợp mà mẹ đang cấp tính quá,
và trẻ có những cái vấn đề về miệng thì cân nhắc nên không. Còn phần lớn thì mình có thể dự phòng điều trị cho cả mẹ và dự phòng cho cả trẻ, và mình có thể cho bú con HIV. Nào cái bé chó không? Vẫn có thể nếu như mà người ta lợi ích nhiều hơn so với cái bất lợi. Được chưa? Thì hiện tại HIV có những trường hợp họ HIV họ vẫn điều trị trong thai kỳ để giảm cái nồng độ CT/CD4 xuống. Được chưa? Và nếu như mà họ không đảm bảo cái vấn đề an toàn cho trẻ bú thì mình nên dừng. Đó. Và trẻ vẫn có thể sử dụng thuốc kháng virus cho những bà mẹ HIV để giảm nguy cơ lây truyền cho qua mẹ, hoặc là những đứa trẻ này vẫn có thể uống thuốc điều trị HIV được không? Đấy, chắc đó là những cái vấn đề về HIV. Những cái vấn đề tục vụ thế này thì các em sẽ được học về cả một cái bài riêng. Đấy là cái bài nuôi con về về sữa mẹ. Như những cái vấn đề viêm mũi này thì các em sẽ được học một bài riêng, về năm mới đã tắt bài rồi. Đó, thì đó là cái chính về vấn đề là sữa mẹ và tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ. Thì để làm để thế nào để cho trẻ bú cho đúng, đặt tư thế cho bú, lợi ích của trẻ, đúng chưa? Và làm thế nào để duy trì cái tình trạng, duy trì tình trạng sữa. Rồi. Rồi các em hỏi chi nữa không? Đi bộ. Sau khi bàn sữa mẹ, thì cái này là một bài hầu như là mang về tính chất lý thuyết. Như vậy nên có mình đưa cho các em một cái video để các em hiểu à thế nào là ngầm bắt bú, thế nào cho đúng, nghĩa là trẻ phải có bú chậm, bú khoảng nhá, sâu và có khoảng nghỉ. Còn mà trẻ mà nếu như một đứa trẻ mà nó cho bú như thế nào này, nó bú không ngầm hết được cái quần bú đấy, đồ đặc biệt có đối với những trường hợp mà tụt núm vú thì nó rất là dễ bị nứt núm vú. Thế nhá, mà chỉ nụt một cái núm ở ngoài thôi và nó không ngầm hết quần vú thì dẫn rất là dễ dẫn tới là nứt đầu vú này, ba mẹ rất là đau và trẻ không không bú được sữa nhiều và nó bú hơi rất là nhiều, dẫn tới những cái tình trạng như là hơi hoặc là có thể nôn trợ sau khi cho bú, hoặc là cách cho bú không đúng, cho trẻ bú hơi quá nhiều à, nha, là cho do mình tư thế là cho bú không đúng. Rồi rồi ai ai hỏi chi nữa không? Ý bố hả à? Đối với bài sữa mẹ, với bài sữa mẹ thì câu hỏi này để vậy cái câu hỏi cho mẹ em nhớ thử ấy, bắt đầu tư vấn cho con của mẹ từ khi nào? Đi bộ mình check lại một bài thử này, cho con bú sữa mẹ bắt đầu từ khi nào? Đi bộ ơi, đi bộ đi đâu hết rồi, em cho con bắt đầu cho bú sữa mẹ từ khi nào? Khám thai, đúng rồi, tốt nhất là từ khi khám thai, tốt nhất là bắt đầu từ khi khám giai đoạn mình nhân đi khám thai. Còn trong vòng 30 phút sau sinh thì là mình cho trẻ bú sớm, tốt nhất là trong 30 phút sinh. Để em lưu ý những câu hỏi khi các em đọc trắc nghiệm đấy nhá. Rồi câu hỏi này, vậy một bà mẹ bị viêm gan B mãn tính đấy nhá, thì trẻ sẽ nên được dự phòng bằng những thuốc gì để có thể là cho trẻ bú ngoài mặt vaccine và kháng thể? Đúng rồi, đó là những vấn đề mà mình phải biết để mình tư vấn, là những cái mà hay gặp đúng chưa. Rồi về như câu hỏi cả đi mà em có biết rồi, cả đi con chưa, một bệnh nhân bị tụt núm vú có cho bú được không? Tụt vú ấy, như cái núm vú bị tụt ấy, không phải cái núm này thì cho bú được không? Như cái hình có hồi cô chiếu á, là núm vú bị tụt thì mình làm sao để cho bà mẹ cho bú này, cái bụng này bé sẽ được học ấy. Đơn giản nhất là mẹ em lấy cái tay của ba mẹ và rửa tay thiệt sạch, và kéo cái núm vú ra đấy nhá, hoặc núm vú ra người ta kéo một ngày một chút, một chút như vậy, hoặc là mình có thể cho trẻ bú, lực bú của trẻ nó sẽ là dùng giúp cho cái núm của ba mẹ nó kéo ra, hoặc là mình vắt sữa. Nên là những cái cơ bản về cái vấn đề cho con bú bằng sữa mẹ đó. Có gì nữa không ạ? Rồi những cái lợi ích chính của sữa mẹ là gì ạ? Gật đầu dòng
Những lợi ích của sơ mài gồm những cái gì? Trong quá trình cho con bú, ba mẹ cứ nói chuyện với mẹ vẫn được chứ, ba mẹ vẫn tiếp tục cho con, vẫn có thể uống tiếp tục cho con bú, và có những loại thuốc nó vẫn được điều trị trong thai kỳ và trong quá trình mang thai. Loại gì như cái tên bên mình có cái tên gì hả, tên tên nó phổ biến cũng được, nhưng mà vẫn có thể tiếp tục chứ không phải là không ngừng tuổi hoàn toàn. Nè, có đừng hỏi chi mà cô quên nè. Là hỏi cái gì mà cô quên mất rồi. Rồi, hormone nào là hormone chính? Bệnh u như u vú hay đã phẫu thuật vú thì có ảnh hưởng đến tiền sữa không ạ? Đó là tùy, nếu như u vú mà là u sơ tuyến vú đơn thuần á, u nắng, u sơ tuyến vú thì cái sơ đó thì nó bắp nó vẫn, ba mẹ vẫn có thể cho bú. Vì em nghĩ này, một cái vú bình thường nó có rất là nhiều nám phi tuyến, ví dụ khi một ba mẹ viêm vú, các em sẽ được học ấy, viêm vú lúc nó thì có thể viêm một cái tiểu thuy thôi, có những cái tiểu thuy còn lại nó vẫn có thể tiết sữa, đúng phải không? Thì nếu như ba mẹ kích thích cho vú thì nó vẫn có thể tiết sữa đó, chứ không phải là hoàn toàn không cho vú được đấy. Rồi cái hỏi này, hormone chính để tạo sữa là hormone gì? Y bộ có chật lại là kinh nghỉ nữa nha. Prolactin. Rồi, prolactin nó được tiết ra từ nguồn gốc từ đâu? Prolactin được tiết ra nguồn gốc từ đâu? Theo em, tiếng yên. Tiếng yên. Rồi. Rồi. Hormone để tổng xuất sữa ra và giúp hỗ trợ duy trì gó tử cung cho bà mẹ là hormone gì? Oxytocin. Rồi, đó là em nắm, đó là những cái kiến thức cơ bản. Đấy. Về một cái sinh lý tiết sữa, người ta cần bao nhiêu giai đoạn? Y bốn. Bao nhiêu giai đoạn? Bốn. Rồi, đâu? Rồi. Đó, cả em thử tỏ và em cũng có nắm bài. Về cả em cần hỏi thêm gì nữa không? Trước khi cô nghỉ. Nếu không thì mình nghỉ ấy. Đối với y 4C thì cô sẽ giá bán cho các em vào ngày thứ năm thì vậy, là chăm sóc hậu sản. Thì cái bài này thì các em sẽ được học hậu sản thường là một ấy, thứ hai là các em cũng đã học skill lab rồi. Vậy đối với cái phần hậu sản, cái chăm sóc sản thù sau đẻ thế này mà dạy một cách như lý thuyết thì em về đọc sách cũng được. Thì về các em muốn học cái gì trong cái bài chăm sóc sản phụ sau đẻ đối với y 4C này, không phải ấy. Với các em là đã, em cũng học sản một vài tuần, thì các em muốn học cái gì trong cái bài chăm sóc sản phụ sau đẻ, ví dụ thế nào là bí tiểu này, ví dụ là xử trí bí tiểu này, hoặc là thế nào là tân sinh môn sẹo xấu, hoặc là tân sinh môn như thế nào là rách này, những cái đó thì nó liên quan tới vấn đề hậu sản, chăm sóc hậu sản. Thì các em muốn học cái gì trong cái bài đó, còn chăm sóc sau đẻ tử cung hoặc là hướng dẫn trường ẩm vệ sinh, thì những cái đó mẹ sẽ được học qua bài hậu sản thương rồi. Được chưa? Mẹ đọc sách cũng hiểu rồi. Vì vậy con ở đây thì em muốn học cái gì? Khi nào là biết, khi nào là biết sửa hết rồi con? Cái này là tùy vào cảm nhận ấy. Hoàng Anh đấy, Hoàng Anh là nam hay nữ à? Hoàng là nam hay nữ? Thế nam. Phải nói mô tả như thế nào này. Cái này là tùy vào cảm nhận của mỗi người ấy. Nhưng mà cảm giác hết sữa nghĩa rằng là, thứ nhất là khi em đang cho bú là cái bú rất là căng đấy nha, và khi trẻ bú xong mà em cảm thấy rằng là cái bú nó hầu như là nhẹ hẳn luôn, nó xẹp cơn hết rồi, và trẻ bú nó vẫn, vì đối với những cái trẻ mà nó càng lớn á, là nhu cầu nó càng nhiều đấy nha, thì có thể rằng là một bữa bú ba mẹ có thể cái bú nó có khoảng thêm từ 100 đến 20 200 ml, nhưng mà có những trẻ nó bú đủ, nghĩa rằng khi nó bú mà sữa nó ra được thì nó sẽ khóc. Yeah, thì đó là những cái mà mình cảm nhận, có nghĩa rằng là bú thứ nhất là người mẹ là cảm giác là nhẹ hơn, thứ hai là trẻ bú rồi mà nó vẫn cứ khóc, một là lần nó có ngoài vấn đề nó không tiểu được, nó đang bú rất là ngon lành mà nó khóc chứng tỏ đang là nó bú uống ra sữa nữa, nó có thể khóc bởi vì khi nó bú uống đủ nên nó sẽ khóc. Còn những cái là cả những mà mình nhìn thấy bên ngoài và mình cảm nhận được, nhưng còn mà biết chắc chắn mà hết hoàn toàn 100% thì hầu như là
không ai biết được hết, không ai biết được. Còn anh ấy rồi là cái cảm nhận, thứ nhất là thứ hai là trẻ là bú có đủ không, rồi là bú không đủ cái khả năng là bú này hết sữa đó. Rồi ai hỏi gì nữa không? Rồi lớp C, à, em muốn học gì về vấn đề này, về chăm sóc hậu sản? Nếu như em không học nó, cô dạy làm một cái bài hầu như lý thuyết hoang hoang là rất là buồn. Nhưng mà cô cũng thích dạy, cô là người không phải là người thích dạy lý thuyết hoang thôi, học lý thuyết là phải ứng dụng được nha. Thì có em muốn học cái gì trong cái bài hậu sản đó thì các em nhắn cho cô trước, hôm nay là ngày thứ hai nhưng hôm nay cô trực, cô bận đi, có thể ngày mai thế nhá. Ngày mai thì em có thể nhắn, em có thể em về em đọc, em tìm hiểu em muốn học cái gì, chứ mình học chủ động đó nhá. Thì đó là em muốn học thì cô dạy, còn nếu không thì mai đó em có thể đọc trong sách kỹ năng, nếu phải hoàn toàn là dạy thì không là rất là buồn. Để có biết rằng cô cần cung cấp cho các em những kiến thức gì mà các em đang thiếu, thì còn những cái lý thuyết đó thì các em có thể học sách đọc nhiều lắm, nhưng mà lâm sàng thì các em chưa có, vì em chưa có cơ hội để đi. Thì các em biết để cô tìm hình ảnh, cô minh họa hoặc là video, người đó để cô hỗ trợ cho các em về những cái vấn đề hình ảnh. Thế nhá, còn nếu không là lý thuyết cũng đọc nó không nhớ đâu, ý muốn ấy lập trường ý muốn sẽ đâu. Nếu như đứa con thì trả lời cho cô trước ngày mai để cô biết rằng cô cần chuẩn bị bài các bạn em hay không, và các em cần cô chuẩn bị cái gì, và gặp ngay cả bản thân em gặp em cũng nên chủ động để các em đọc được. Ý muốn sẽ nghe lên tiếng này mới là cô cũng dài nè. Em nghe được, em sẽ về nhắc lại các bạn rồi sẽ chuẩn bị rồi tối em sẽ nhắn lại cho cô sớm hơn ạ. À, tối cũng được, mai cũng được. Đấy, thì phải em có suy nghĩ là em đang cần cái gì trong cái bài đó. Ông mà lý thuyết của em có thể tự đọc. Ông ý chứ. Rồi, áo ấy, cô áo ấy.